À, thì đang nói dở đây, câu chuyện nó là xác nhận với nhau là quý 3 này là đóng băng, nhưng mà đóng băng trên cái tinh thần là đóng băng mỏng thôi. Lý do là tác động của chính phủ và một số cái việc mà chủ động trong việc kìm kìm nén cái thị trường, bởi vì người ta cũng đánh giá rất là cao, và giống như anh nói đánh giá cái việc mà sếp Huệ đây thì cũng rất là giỏi về mặt tài chính cũng như là chính sách điều hành của chúng ta về mặt tiền tệ với về mặt các công cụ gọi là điều phối vĩ mô á, thì được cho là khá tốt và khá tích cực. Thì đó, anh thấy ví dụ như là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng cho bất động sản bị kìm lại, thực tế các ngân hàng đủ dư địa để cho vay nhưng mà vẫn bị kìm lại, bởi vì là họ sợ bong bóng thì họ làm chuyện đó. Từ những chuyện đó thì nó tác động trở ngược lại với nền với lại kinh tế, thì nó là tác động tích cực chứ không phải là tác động tiêu cực như nhiều người nói, bởi vì mình kìm hãm như thế đồng nghĩa với việc mình xoay cái dòng vốn đi nơi khác, và đang có khuynh hướng là xoay dòng vốn về thị trường chứng khoán, bởi vì muốn rằng là thì chúng ta lên thị trường mới nổi rồi có những cái việc chúng ta cần phải làm trên thị trường chứng khoán. Tuy vậy thì không thể kìm lâu được, mà đến một cái đoạn tích lũy đủ thì thị trường sẽ tiếp tục dịch chuyển theo cái hướng tích cực thôi, chứ còn bất động sản thì vẫn là cái lập luận theo hướng là còn có khả năng dư địa phát triển hạ tầng, thì còn có khả năng là giá bất động sản còn tăng. Mặc dù vậy thì giá bất động sản tăng nó sẽ được chia đều, tức là nó tăng cục bộ trong vòng 2 năm, nhưng những giai đoạn sau nó phải tích lũy để chia đều cho một cái tỷ lệ tăng vừa phải. Thì theo cá nhân em đánh giá thì thị trường bất động sản vẫn là một cái kênh đầu tư dài hạn tốt, tức là nó tăng trung bình từ 25 đến 30% trong một năm là điều hoàn toàn có thể. Thì ví dụ như trong cục bộ trong 2 năm thì nó đã tăng lên tới 2 lần, thì đương nhiên là phải chia đều ra thì nó sẽ gì gọi là dây dây cho tới khoảng đâu đó quý 2 năm 2020 thì thị trường bất động sản sẽ tiếp tục. Với hiện tại thì những người có tiền mặt hoặc là những cái doanh nghiệp mà họ có những cái khoản tiền từ phát hành trái cổ phiếu hoặc là phát hành trái phiếu mà có vốn mà chi phí vốn thấp, họ vẫn có thể mua gom trong những cái giai đoạn mà thị trường trầm lắng. Những cái doanh nghiệp nào mà kém về mặt dòng vốn họ sẽ gặp những khó khăn trong cái chuyện chi trả lãi thì họ sẽ phải bán tháo những cái dự án của họ. Thì đó cũng quay lại câu chuyện của ngày xưa năm 2011, 12 rất nhiều doanh nghiệp mua được những cái xác chết của những doanh nghiệp khác. Tuy vậy thì giai đoạn đó là giai đoạn mua rẻ, còn giai đoạn này thì em nghĩ là khó có thể mua rẻ được. Nhưng chính vì cái kỳ vọng của thay đổi luật đất đai nó dẫn đến câu chuyện là doanh nghiệp phải nhanh chóng làm cái chuyện đó. Hiện tại em đã thấy rất nhiều doanh nghiệp đang làm chuyện đó rồi. Nếu không làm thì sau này nếu như phát triển dự án không thể, cái câu chuyện là cứ đứng vào để dựa vào nhà nước để gọi là giải tỏa mặt bằng cho rồi sau đấy chỉ có ngồi để nhắm thôi, không biết về sau này sẽ không có chuyện đó. Buộc phải tự đàm phán với dân chúng, đàm phán với lại những người sở hữu đất đai để làm cái câu chuyện là phát triển dự án, thì các dự án trong này nó sẽ phức tạp hơn và nó khó khăn hơn, thì dẫn đến câu chuyện là giá thì sẽ có nhiều cái biến đổi. Tất nhiên có một điều mà để đánh giá thị trường bất động sản thì em có thể sẽ chia với anh một góc độ khác, đó là chính vì các dự án nó sẽ không không phát triển nhiều hơn nữa, bởi vì sợ là cái việc dư thừa nguồn cung trong những năm sắp tới, và không ai có thể, hoặc thậm chí là những người dành trong lĩnh vực bất động sản cũng không thể chắc chắn rằng khi nào thì lớp băng mỏng này được hoàn toàn phá bỏ. Em thì chỉ có thể dự báo đến quý 2 năm 2020 thì có khả năng là sẽ hoàn toàn phá bỏ và tiếp tục cái xu khuynh hướng của thị trường sẽ tiếp tục nóng lại trở lại với cái mức tăng trung bình từ 10 đến 15, thậm chí 15 đến 20% trong một năm của giai đoạn 2020 2025. Thì hy vọng là em đúng. Tuy vậy thì chẳng có doanh nghiệp nào dám liều lĩnh trong cái câu chuyện mà tiếp tục phát triển dự án ở đâu. Anh không để anh cứ để ý kỹ thì rất nhiều doanh nghiệp lớn họ bắt đầu hoàn thiện những dự án cũ đang có và bán hết, thì từ đó nó sẽ dẫn đến câu chuyện sẽ khan hiếm cái nguồn cung về mặt nhà ở. Cái nguồn cung về mặt nhà ở thì giá đất nó sẽ có một sự dịch chuyển khá là lạ, đó từ cái giá đất 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 gọi là đất đai nó sẽ chậm đà tăng, nhưng mà giá nhà ở hoặc là giá chung cư thì sẽ có khuynh hướng tăng nhẹ trở lại. Lý do đơn giản là cái nhu cầu sinh sống vẫn có, tuy vậy thì cái phần kia nếu hấp thụ hết trong nửa năm 2019 thì đầu 2020 thì giá của những cái căn nhà có sẵn hiện tại trong cái gọi là dân cư hiện hiện hữu cũng như là các căn chung cư mà đã đi vào hoạt động ổn định và nó nằm ở khu vực trung tâm dễ đi lại thuận tiện thì sẽ có khuynh hướng tăng nhẹ. Theo hướng đó thì thị trường bất động sản chắc là theo cái hướng đó thôi, chứ còn những cái chỗ mà bây giờ em thấy mọi người đang ùn ùn đổ đi những nơi xa nhau là bên cái gì đó, bên Bình Thuận rồi bên nhiều nơi khác, ví dụ như Ninh Thuận hay là ví dụ như là Cà Ná hay là Mũi Né các thứ,
thì chắc chắn rằng là một số chỗ đất đẹp thì vẫn là tuyệt vời, vẫn là cái dư địa để mà cho cái đầu tư dài hạn. Nhưng cái đó nó lại quá dài luôn, nó dài tới mức tức là phải có một cái tầm nhìn là phát triển chắc 5 năm, 10 năm, thậm chí còn lâu hơn, là đất đất gọi là đất nông nghiệp, đất 50 năm, đất chưa chuyển đổi thổ cư, người ta mua gom bỏ đó, rồi sau này đến khi nào phát triển dự án thì họ xin chuyển đổi sau hoặc là xin giấy phép sau. Thì cái đó là cái mà nó nằm ngoài cái khả năng đầu tư lướt sóng, hay là cái đầu tư mà gọi là không bị chết vốn của nhà đầu tư nhỏ giống như mình. Thì em nghĩ thì cũng không nên quan tâm. Bên cạnh đó nữa thì đôi lúc mọi người sẽ nghĩ đến câu chuyện là tất cả mọi chỗ trên toàn Việt Nam đều có thể tăng giá. Xin thưa là không thể. Em đã đi 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 bằng xe máy đi dọc bờ biển rồi, đất đai còn bạt ngàn, còn nhiều lắm, không 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 có dân đâu mà lấp đầy nhanh như vậy được. Ngay cả như sát thành phố Hồ Chí Minh này, nhiều chỗ còn lấp chưa đầy, ví dụ như Bình Dương, ví dụ như là Bến Cát, ví dụ như là Mỹ Phước các thứ đó. Còn mênh mông trời biển, ông không tin ông nào đánh xem xe ô tô lên đó xem, còn mênh mông, còn chưa lấp đầy nổi, chưa có đủ dân, 10 năm rồi còn chưa đủ đủ dân để lấp đầy Mỹ Phước 3, Bình Phước, mấy cái Mỹ Phước sau này, hoặc là thành phố mới Bình Dương còn chưa lấp đầy nữa, hoặc là rất nhiều khu không khó để nhận ra mà quanh quanh Hồ Chí Minh hay quanh Hà Nội, khu Hà Tây mới còn đã lấp đầy đâu, dân đâu mà lấp đầy, mà đòi đợi đâu ra lấy đâu ra lắm dân nữa mà đòi lấp đầy những cái khu vực này. Ở vùng biển thì mọi người vẫn kỳ vọng vào cái chuyện về phát triển du lịch, nhưng phát triển du lịch không phải là một dự án làm nên cái du lịch, mà du lịch nó là phát triển đồng bộ về hạ tầng nhiều vấn đề lắm, nên là cái chỗ du lịch thì thực sự rất rất đẹp và có những cái tour theo kiểu chuyên biệt đấy, nên các công ty du lịch họ đi chuyên biệt, họ đi thẳng từ sân bay về 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 khu resort. Em lấy ví dụ như ở ở gần chỗ Bà Rịa đi xuống đó là cái gì đó em tự nhiên quên tên đó, Bà Rịa mà đi xuống không phải Long Hải, có cái khu gì ở đó, khu khu lớn lớn mà mọi người hay hay đến nghỉ nghỉ dưỡng đấy, khu gì ta, anh đi mới đi gần đây chứ, dưới Long Hải thì dọc dọc ra phía ngoài đó, cái khu đừng quên mẹ tên cái đó, khu đó, tức là ý là một số cái khu riêng như vậy ấy, họ đi theo cái hướng tức là họ có những cái tuyến tour mà họ liên hệ hẳn ở phía nước ngoài, sau đó bay thẳng về, sau đó họ đưa về cái resort của họ luôn, thì người ta phát triển kiểu đó thì được, chứ còn vẫn phát triển đại trà thì đâu có dễ, bởi vì cái việc hạ tầng thì đã không đồng bộ rồi, dân cư thì nó cũng nhiều cái không không thực sự là đã có tinh thần phát triển du lịch mang tính tổng quát. Thực ra mình muốn lắm, mình thèm lắm, muốn được phát triển như những nước và làm du lịch trên thế giới như Thái Lan, Phuket, Thái Lan hay giống như những cái nó, nhưng mà vẫn là chỉ là cục bộ thôi. Mà đặc biệt nước ngoài nó đầu tư vào Việt Nam, nó đầu tư rất quái luôn, nó chơi một cái kiểu biệt lập vậy á, chứ xong cái là nó đi theo một cái scamming hoặc là một số cái gọi là dịch vụ du lịch theo kiểu du lịch vận động các thứ, nó đều là làm biệt lập và nó dẫn khách trực tiếp từ nước ngoài bay thẳng ra sân bay, lao thẳng về cái khu của nó, chứ nó không hề tiếp cận, thậm chí không ăn uống một chút nào ở bên ngoài luôn. Thì cái chuyện này nó là một cái câu chuyện là phát triển du lịch nó không được, khó đồng bộ lắm, và người ta cứ nghĩ rằng là cứ có một cái khu gì đó vì về về một cái vùng đất nào đó thì vùng đất đó nó sẽ sừng sừng lên, hay là ví dụ vừa rồi đây thằng 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 nào đấy đề xuất mà làm cái khu Long Hải đấy, mà đề xuất là một chuyện, còn triển khai nó ra là một chuyện khác nữa, và sau đấy hoạt động để thu hút được khách du lịch về đó, nhưng chỉ được hưởng lợi cho cái khu đó thôi, chứ trong khu tôi ví dụ như anh thấy giống như Vincom hay là Sun Group nó làm ấy, nó đều hưởng lợi nội 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 khu, chứ dân ngoài thì chỉ được hưởng lợi ké theo kiểu là nó mua cái sản phẩm dịch vụ, ví dụ như là mua thêm cá tôm hay là các thứ vào đó nó ăn, nhưng đôi khi mà những cái cá tôm mà không đạt cái chất lượng mà 4 sao 5 sao nó cũng có mua đâu, mà phần lớn là những đánh bắt của mình là cái đó, chứ còn những cái mà cao cấp thì nó định mua đâu nó đem về, chứ đâu có ăn uống ở trong đó, đó là chuyện ăn uống thì nó cũng giải quyết được một phần một phần cái việc lao động thôi, chứ còn phát triển du lịch đồng bộ mà bảo là đất đai xung quanh cũng được hưởng lợi, ví dụ như nhà hàng quán ăn xung quanh đất gần cái khu đó để mà phát triển lên thì khó lắm, vì nó có ăn nước ngoài đâu mà nó ăn toàn trong khu, ăn ăn nội khu, nó sinh hoạt trong khu, nó còn không ra khỏi cửa luôn, thì phát triển cái gì, du lịch cái đó là một bài toán mà
khá là nan giải, bởi vì Việt Nam ấy giao hết cái dọc bờ biển cho doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp nước ngoài đi dọc cái bờ biển từ phía từ ngoài từ từ thành phố Hồ Chí Minh đi ra. Em thấy dọc bờ biển, biển đúng lý ra là bờ biển là của dân chứ bờ biển không phải giao cho các doanh nghiệp sau đấy phát triển, sau đấy đóng 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 nội khu, sau đấy chiếm luôn cả cái phần gọi là bờ biển. Chuyện đó là chuyện sai, không làm như thế. Ngay cả như bây giờ vừa rồi đây có cái dự án thành phố Hồ Chí Minh đang yêu cầu giải tỏa lại tất cả cái vùng gọi là vùng 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 ven sông sông Sài Gòn đấy, tất cả những cái khu vực ví dụ như Thảo Điền, Thảo Điếc mà những cái căn hộ biệt thự mà sát bờ sông là phải giải tỏa hết, để lại để tạo lại cái hành lang ven sông. Thứ nhất là kè đê bao, thứ hai nữa là làm cái con đường ven hành lang, thì cái này dự án này nó cũng sẽ triển khai. Hoặc là ngày hôm qua anh cũng nói đến câu chuyện về cái việc mà đang tìm một cái đối tác để làm cái cầu bắc từ Cần Giờ sang Vũng Tàu đấy. Hôm qua nói trong cái buổi họp về về mấy chục cái dự án của thành phố Hồ Chí Minh ở đấy, cái đó là nó sẽ thêm, tức là ý em nói thêm ý đó để anh thấy rằng là hạ tầng nó vẫn còn còn dư địa rất 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 nhiều để cái việc để phá băng. Còn phá như thế nào thì đó là do cái lượng của chính phủ lại rót vốn để phát triển hạ tầng làm sao, thì nó phụ thuộc vào hoàn toàn vào chính sách chứ nó không phụ thuộc vào câu chuyện mà bảo ngồi đồn đoán dự báo vậy, nói bảo là theo cái ý là lúc nào dân bất động sản cũng bảo dân càng ngày càng đông, ra đất càng ngày càng hẹp lại. Nói đó nói vậy là nó không đúng, bởi vì nó là gọi là giống như cái mật độ bị dày đặc cục bộ một số khu vực thôi, chứ còn nếu mà bảo đi mà đi lan tỏa ra các nơi, anh vác ô tô anh đợt nào đấy vợ chồng con cái đi phượt một phát cho nó sướng thì xem biết đất nước mình còn giàu và đẹp và còn mênh mông trời bể lắm, lấy đâu ra mà ở chỗ nào cũng phát triển được đúng không? Thì hướng nó thế, thế cách về định hình về thị trường bất động sản là thế, và đi một vòng trong thị trường bất động sản trong suốt thời gian vừa qua để mà đánh giá định lượng về thị trường thì em thấy rằng là nó có dư địa để phát triển bền vững về mặt dài hạn, trung bình tăng trưởng từ 20 đến 30% là có, nhưng mà nó đi giá theo kiểu cục bộ, tức là một vài năm nó lên sau đấy nó chững lại một thời gian rất là dài, đó là cái chu kỳ của bất động sản. Còn chúng ta vào đúng cái lúc mà cái chân của cái chỗ chuẩn bị nó tăng thì có là ngon, còn nếu không đi vào sai vị trí thì ngồi chờ gọi là vỡ mồm luôn, đặc biệt vào cái giai đoạn ngồi chờ mà lại phải vay lãi ngân hàng nữa thì chỉ có chết. Đó là cái chuyện về bất động sản. Chuyện thứ hai nữa là thực tế thì mình không phải là dân mà không biết cái lĩnh vực nào đó để kiếm tiền tài chính rồi, nên là cũng nhiều vấn đề để kiếm tiền thì không nhất nhất là phải lao vào bất động sản. Tất nhiên là cái chỗ để dành ví dụ dư thừa quá, bây giờ ví dụ như có cả hàng trăm tỷ hoặc vài chục tỷ mà chỉ dùng để ít tỷ để chơi chứng khoán hay đầu tư tài chính hay làm công ty giống như là phát triển dịch vụ thôi, còn dư quá nhiều tiền mà gửi ngân hàng bây giờ thì nó cũng lãi suất nó cũng không đạt yêu cầu thì găm vào đất thì cũng được, đó là người dư tiền không có áp lực về mặt tài chính và mua miếng đất để dành thì được. Chứ còn bảo mà không phải dân chuyên bất động sản mà bảo đi đua theo những cái nhịp sóng của bất động sản với mấy thằng cò thì chắc chắn là làm không được, không nổi, bởi vì mình không phải là người chuyên biệt, vẫn cứ phương châm tức là mua được đúng giá chứ còn mua giá rẻ thì chắc là bị lừa, nên là những người ngoài ngoài nghề như mình thì chắc cũng khó lắm. Thì đua theo những cuộc chơi của chúng nó cũng giống như những cuộc chơi về bất động về chứng khoán thôi, mình hiểu về nó còn chưa dám chơi nữa là huống hồ là những cuộc chơi đẩy giá của bất động sản thì chắc chắn là không không và rất khó để có nhận biết được là cái câu chuyện là nó đang diễn ra như thế nào. Thực tế mình không đủ cơ sở dữ liệu, người ngồi ở đây mà đoán ở ngoài Mũi Né với đoán ở ngoài 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 cái gì á, Hội An gì, nhiều ông người ngồi chém gió ở ngoài Vân Đồn mà chưa giờ ra Vân Đồn như thế nào, hay là nói ở ngoài Phú Quốc chưa biết thị trường Phú Quốc nào, nhưng cứ chơi bài liều thì đó, thì vẫn cái tâm lý là thị trường chứng bất động sản sẽ lên mãi mãi. Đồng ý thì cái chuyện đó là thống nhất với nhau là sẽ lên còn dư địa phát triển thì còn lên, nhưng quan trọng là nó lại lên không theo cái kiểu là bước gọi là bước đều, mà nó lại chơi cái bài tự dưng nó nhảy cái bụp cái xong cái là nó ngồi nó ê mặt ra suốt mấy năm, xong cái vốn mà lại không phải là vốn vốn tự có mà lại vốn vay thì tham gia bất động sản thì cũng hơi bị nhức răng chứ không phải là không 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 nhức răng đâu đúng không? Chết thì cái người vay thì người sẽ chết, còn người mà không và tiền thật thì chả bao giờ chết. Chết sao được, cứ để đó vứt mẹ nó đây thì nó không chết. Ví dụ như ngay trường hợp 10 năm về trước mua ở những cái khoảnh đất ví dụ Dĩ An, Dĩ Eo các thứ trong cái lúc mà thị trường khó khăn nhất, đóng băng thậm chí là đóng băng nặng luôn thì không chết, thời khăn hay 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 hoàn toàn
hoàn toàn không phải là bóng bóng. Đơn giản nó là chúng ta đã nhìn thấy rất rõ cái bàn tay vô hình trong cái cuốn sách của Carnegie về cái việc bàn tay vô hình ấy. Thì chúng ta áp dụng bàn tay vô hình trong những năm gần đây khi mà chịu những cái tác động của khủng hoảng 2008 ấy, thì các nước trên thế giới đều làm chuyện đó, tức là luôn luôn lấy cái điều hành chính sách của chính phủ vào để can thiệp. Chứ nếu mà Fed không can thiệp vào chỉ vào vào cái việc tăng lãi suất trong giai đoạn vừa qua thì thị trường chứng khoán Mỹ nó đã lên, ví dụ như Dow Jones nó đã lên 40.000 điểm rồi, chứ nó không phải đứng ở đây. Vấn đề là để cho thằng Amazon mà nó cứ vẽ ra những cái thứ liên quan đến câu chuyện vào trí tuệ nhân tạo, thì sau đấy là nó nói là có khi nó làm thay con người luôn, không cần làm gì cả, chỉ việc nằm ngửa rồi sau đấy sướng thôi, thì có khi Amazon nó cũng vẽ ra được. Thì từ đó nó đẩy lên thành đi theo một cái mô hình là thị trường nó cũng bong bóng lên thôi. Nhưng mà Fed nó bây giờ nó khôn rồi, nó thấy có dấu hiệu là nó úp ngay. Thì Việt Nam cũng học y chang, chúng ta học của thế giới mà có dấu hiệu bất động sản cái các ông ấy dừng cái chuyện làm thủ tục, hoặc là ví dụ như là tác động rõ luôn vào cái thị trường, hoặc là có những cái nó tưởng như là vô vô tình họ nó tạo ra những cái trào lưu mà gọi là phản đối cái chuyện là lên đặc khu đấy. Nó cũng là cái câu chuyện mà kinh tế mở và kinh tế 4.0 người ta có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng nó là vô tình, nhưng nó thành thử nó lại cũng là cái điểm hay để cản để gọi là giảm thị trường bất động sản xuống. Chứ từ hôm đó mà không có chuyện phản đối mà lên đặc khu thì có khi bất động sản của mình bây giờ nó cũng dựng đứng hết cả lên rồi. Thì thế thế mình khi dựng đứng lên thì mấy người làm công tác điều hành như anh em mình thì sướng, bởi vì có tí bất động sản thì sướng, nhưng mà mấy người làm công tác điều hành người ta ngồi trên đống lửa luôn đấy, anh tin tưởng à, vớ vẩn. Mà khi nó bong bóng lớn nổ bụp cái bạo loạn không chừng chứ, đúng không? Ok, kết thúc cái câu chuyện về bất động sản tại 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 đó, tập trung làm câu chuyện khác trên thị trường. Để xem có gì kiếm ăn không nhá. Bye bye.